Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: tổng của hai số. Bài toán thứ tư là đầu vào trong một cái cây nhị phân tìm kiếm. Chúng ta được cho một cái cây nhị phân tìm kiếm và một cái con số target, tức là con số mục tiêu. Chúng ta phải trả về true nếu như tồn tại bất kỳ hai phần tử nào ở trong cây nhị phân tìm kiếm đó, để mà tổng của chúng sẽ bằng với cái số target được cho. Ví dụ một, chúng ta có cái cây nhị phân tìm kiếm như sau và chúng ta có cái target là 9. Thì mình nhắc lại cho các bạn nào chưa biết về cái cây nhị phân tìm kiếm là gì. Thì cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân mà chúng ta có cái nốt bên trái sẽ nhỏ hơn nốt gốc và cái nốt bên phải sẽ lớn hơn nốt gốc cho tất cả các nốt ở trong cây. Đó, các bạn thấy đây là nốt trái nhỏ hơn nốt gốc và nốt phải lớn hơn nốt gốc. Tương tự, số 7 nốt bên trái lớn hơn nốt gốc, lớn hơn nốt ở giữa. Nốt ở giữa chứ không phải nốt gốc. Rồi. Chúng ta sẽ tìm xem có hai cái nốt nào ở trong cái cây này mà có tổng bằng 9 hay không. Thì chúng ta thấy có, đúng không? Đó là cái nốt gốc là số 5 nè, cộng với một cái nốt lá số 4 nè, thì nó sẽ có tổng bằng 9. Hoặc là cái nốt số 3 nè cộng với cái nốt số 6 nè cũng bằng 9. Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ trả về true cho ví dụ 1. Trong ví dụ 2 thì chúng ta có cái cây như sau và cái mục tiêu của chúng ta là con số 28, thì chắc chắn là không có cái nốt nào, hai nốt nào cộng lại bằng 28 ở trong cái cây này cả. Tổng tối đa của chúng chỉ là, ví dụ chúng ta thấy 6 cộng 7 là tối đa, thì chỉ có 13 thôi. 28 thì quá lớn. Nên suy ra chúng ta sẽ trả về kết quả là false. Rồi, thì đối với cái bài này mình sẽ bước qua phần suy nghĩ thuật giải. Thì mình sẽ lại phải sử dụng thuật giải tham lam để giải quyết cho bài toán cây nhị phân. Và mình sẽ cài đặt đề quy cho cái bài toán này. Bên cạnh việc sử dụng thuật giải tham lam thì trong mỗi lần duyệt qua một phần tử của cây, mình sẽ sử dụng thêm một cái map với cái key sẽ là cái giá trị của các phần tử trong cây đã duyệt, và cái value của mình sẽ là kiểu bool lệnh, nghĩa là cái phần tử đó đã xuất hiện trong cái cây hay chưa. Mục đích là để khi chúng ta kiểm tra một cái phần tử tại vị trí hiện tại, giả sử chúng ta kiểm tra một cái nốt tại vị trí có giá trị bằng 4 này, thì chúng ta kiểm tra coi đã có xuất hiện con số target trừ cho nốt, tức là 9 trừ cho 4 tức là 5, tức là đã duyệt qua con số 5 chưa. Đó. Thì chúng ta có cái con số 5 là con nút gốc, nó đã nằm ở trong cái map rồi. Thì chúng ta chỉ cần kiểm tra cái map đó đã tồn tại con số 5 hay chưa. Nếu có tồn tại thì chúng ta sẽ trả về true. Còn nếu không tồn tại thì chúng ta sẽ đưa con số 4 này vào trong cái map rồi tiếp tục đi kiểm tra những cái nhánh lá, nhánh trái, nhánh phải của nó. Rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt thuật giải đó bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái hàm DFS để cho chúng ta, đây là một cái hàm đề quy thuật giải, sử dụng thuật giải thuật tham lam của chúng ta. Root, truyền vào root kiểu gnode. Rồi một cái con số k chắc chắn đó là cái con số target. Và chúng ta sẽ có cái map thì mình gọi là m đi. Đây là một cái map kiểu key là kiểu int và value là kiểu boolean. Và kết quả trả về của chúng ta là một cái giá trị boolean. Rồi, thì đối với tất cả các cái hàm khi chúng ta cài đặt kiểu để quy thì chúng ta luôn nhớ là giá trị trả về của cái điều kiện dừng của cái hàm để quy là gì. Thì đối với trường hợp này chúng ta là nếu mà root bằng nil thì chúng ta sẽ trả về false. Tức là chúng ta đã đi đến một cái nhánh lá nào rồi mà chúng ta không tìm được cái giá trị target chúng ta cần tìm thì chúng ta sẽ trả về false. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái nếu mà giá trị tại k trừ cho root chấm value mà bằng true, nghĩa là cái ví dụ như mình đang nãy cái trường hợp nãy, tức là mình đang kiểm tra con cái nốt số 4 mà chúng ta trong cái map chúng ta có 9 trừ 4 là 5,
Đó, trong cái map chúng ta đã có cái nốt số 5 rồi, đã từng duyệt qua cái nốt số 5 rồi, nên cái map này nó trả về chu nè. Đó, thì chúng ta sẽ trả về chu. Đó, tức là cái điều kiện ở đây là đây là một cái điều kiện dừng mà chúng ta đã tìm được cái mục tiêu là hai cái nốt bất kỳ nó cộng lại bằng một cái tổng target k. Rồi tiếp theo thì chúng ta nếu mà không không phải là target thì chúng ta sẽ cho cái giá trị của cái nốt hiện tại chúng ta gán bằng true. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi để quy, thì chúng ta sẽ gọi để quy kết hợp với trả về luôn. Mình sẽ gọi để quy DFS của trái phải gì cũng được, đối với bài toán này thì trái phải cũng không quan trọng, mình sẽ cho trái trước, sau đó k chuyển m, và cái điều kiện của mình sẽ là cái dấu hoặc, tức là chỉ cần bên trái có tồn tại hoặc bên phải có tồn tại thì chúng ta sẽ trả về, chỉ cần một cái true thôi thì chúng ta sẽ trả về true. Người ta yêu cầu là có ít nhất một cái là được mà, k rồi m. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hàm cái hàm giải ra cái thuật giải tham lam được cài đặt theo kiểu đề quy. Chúng ta sẽ tiến hành gọi cái hàm này ra. Thì trong cái hàm chính thì chúng ta chỉ việc là khởi tạo một cái map. Chúng ta khởi tạo một cái map make map in rồi boolean. Tại sao mình khởi tạo ngoài này mình không khởi tạo trong này? Tại vì chúng ta muốn giữ cái map này là toàn cục, có nghĩa là tất cả các lời gọi hàm DFS chúng ta đều sử dụng chung một cái map ha. Nếu chúng ta cứ khởi tạo liên tục ở trong này á thì là không có giữ lại cái giá trị mà chúng ta đã duyệt. Rồi chúng ta sẽ trả về DFS của cái root truyền vào k truyền vào m. Rồi thì bây giờ mình thử chạy cái chương trình này với ví dụ một. Đó, chúng ta đã giải thành công cái ví dụ một, kết quả trả về là true giống với kết quả yêu cầu ở đây bài. Bây giờ mình thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ khác của chương trình. Về độ phức tạp của thuật toán, chúng ta gọi n là số phần tử của cái cây này, thì chúng ta sẽ có on là độ phức tạp của nó vì chúng ta duyệt qua tất cả các phần tử trong cây. Chúng ta có sử dụng thêm một cái map, và cái key của cái map này cũng chính là số phần tử của cái cây, nên chúng ta sẽ có độ phức tạp của không gian lưu trữ là on. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.